Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Thì ngày hôm nay rất nhiều các bác và anh em đã đặt em một con vàng X3 và kèm một bộ mic Micat. Đấy, thì con vàng X3 đang có giá tiền là 1.800.000 bao ship và mic Micat đang có giá tiền là 1.500.000 bao ship các bác nhé. Đấy, thì với tầm tiền như vậy thì các bác và anh em sở hữu một con vàng X chất lượng và một bộ mic không dây Micat có chế độ tự ngắt 1.500.000 bao ship. Còn là bác nào mà có nhu cầu gì về mua điều khiển thì các bác và anh em mua điều khiển của dòng vang X5, X3 và X6, X10, X12 đều dùng điều khiển này các bác nhé. Đây là điều khiển dành cho dòng X. Đấy, thì các bác và anh em có thể là điều khiển như là tăng giảm âm lượng này. Đấy. Tăng giảm mic này. Đấy. Và tăng giảm chế độ vang nhại tổng này. Và có chế độ 6 mốt để các bác và anh em gọi ra. Thì khi gửi cho bác và anh em thì em cài đặt cho bác và anh em là ba cái chế độ ở trên, mốt 1, mốt 2, mốt 3 là những cái chế độ để các bác và anh em hát như là mic Beyer hay là mic BBS hay là mic Zerika các bác nhé. Còn chế độ 4, chế độ 5, chế độ 4 là chế độ echo và chế độ 5 là chế độ reverb. Và chế độ 6 là chế độ nghe nhạc và hát karaoke ở cái chất lượng cao các bác nhé. Đấy, ở chất lượng cao. Đấy thì với tầm tiền như vậy các bác và anh em sở hữu cho em một con vàng X3 quá tuyệt vời về chất âm mic và chất âm nhạc. Con vàng X3 này với tầm tiền rất hợp lý, 1.800.000 bao ship quá nhé. Lên 6, 4, 2, 4, 5, 6, bình lên 4, 2. Đấy thì trước khi gửi đi cho bác và anh em thì em cài đặt rất kỹ càng về phần mic và phần nhạc. Đấy, nếu mà các bác và anh em muốn gọi ra thì các bác và anh em chỉ cần giữ mốt 1, mốt 2, mốt 3, mốt 4, mốt 5, mốt 6. Đấy các bác nhé. Đấy, còn nghe nhạc các bác và anh em muốn nghe nhạc thì bấm vào music cộng này, đấy, tăng giảm âm lượng music, đấy, rất tiện lợi cho các bác và anh em chơi một con vang số X3. Thì các bác và anh em bỏ ra 1.800.000 bao ship thì em nói thật với các bác và anh em, một con vang X3 thì rẻ hơn dòng vang cơ các bác và anh em đang mua mới trên thị trường các bác nhé. Đấy, những chiếc vang cơ mà người ta bán cho bác và anh em với giá tiền là 2.500.000 đến 2.700.000, 2.800.000, thậm chí đến tận có 3 triệu các bác nhé. Nhưng mà đó là toàn bộ vẫn là hàng đặt hàng thôi, chứ còn nếu mà để chất lượng và về thông dụng chất âm eco gì vật thì không so sánh được với dòng vang X này được các bác nhé. Dòng vang X3, X5, X6 thì chất âm của nó như nhau, nó không khác gì nhau cả, nó chỉ khác nhau về cái tín hiệu đầu ra thôi. Dòng vang X3 thì nó sẽ có 4 cổng ra, còn dòng vang X5 nó sẽ có 6 cổng ra các bác nhé. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu gì về dòng vang X3 hay là về dòng mic Micat với tầm tiền 1.500.000 cho mic và 1.800.000 cho vang thì các bác và anh em liên hệ với em theo số điện thoại của Trần Hưng Audio 0972951003. Bên em ship hàng toàn quốc, các bác và anh em mua hàng bên em được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Nếu mà bác nào mà mới xem kênh của Trần Hưng thì các bác và anh em cho em một cái đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất thiết bị âm thanh bên em. Chào tạm biệt các bác nha.